Ờ đúng rồi chị Hảo, mà chừng nào chị vô học vậy? Còn 2-3 bữa nữa là chị vô học rồi. Chị đang chuẩn bị vô trường nhận lớp nè. Em cũng chuẩn bị nhập học nữa nè. Nghỉ hè 3 tháng nhưng mà nhanh dữ vậy trời. Đúng rồi, tao cũng thấy nhanh nữa. Ừ. Mà chị ăn gì chưa? Chưa nữa Đại ơi, sáng đi sớm quá, không có kịp ăn cái gì hết á. Cái gì? Phô mai con bò cười phiên bản Disney. Con này á là ăn vịt Donald, còn con này là chuột Mickey. Còn con chuột cái tên gì chị Thảo? Con chuột Minnie. À. Ê, con này là con dĩa hồng. Đó, mình luôn tô. Mình mua một hộp 8 miếng hay là hộp 16 miếng phô mai vậy Đại? Để em coi ơi, cái này là hộp 8 miếng nè. Còn cái này là một gói phô mai 24 viên nè. Mình lấy một hộp 8 miếng với một gói phô mai 24 viên đi chị Hảo. Ừ. Ê, ê, nhìn kỹ mới thấy. Hộp phô mai 8 miếng với hộp 16 miếng. Cái tư thế nhân vật nó đứng khác nhau kìa. Ừ, đúng rồi nè. Cần nói chị mới đi. Người ta làm như vậy để cho mình dễ phân biệt á. Vậy thôi đi, giờ đem vô tính tiền nha. Đi, 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 đi. Dạ sáng hôm nay mày tính ăn phô mai con bò cười luôn phải không? Ăn phô mai không thì làm sao mà đủ no? Ừ. Hôm nay kinh tế khó khăn, để em kiếm mua cái gì vừa no vừa rẻ để ăn kèm với phô mai ơi. Vừa ngon mà lại còn rẻ hả? Trời ơi, một ổ bánh mì nhỏ xíu vậy ăn sao mà no? Tiêu chuẩn, mỗi người một ổ, ăn đồng chia đủ, không có phàn nàn mày. Nhưng mà cái ổ bánh mì của em nó khác lắm Đại ơi. Công bằng quá à. Thôi đi nhà để phô mai vô nè. Phô mai phiên bản Disney là trong đây có mấy nhân vật màn hình phải không ta? Chắc là vậy đó mày ơi. Ở ngoài cái vỏ hộp nó có hình con chuột Mickey nè. Ê, cái con chuột Mickey nè là nhỏ tao thích dữ lắm luôn á. Còn chị thích con chuột Minnie á. Ê, hình như tính ra là con chuột Minnie với con chuột Mickey là một cặp á chị Thảo. Một cặp. Ai thèm chung một cặp với mày. Còn Đại nè, hồi nhỏ mày thích nhân vật nào? Mà như trong Disney á, đâu có con heo nổi tiếng phải không ta? Mới sáng sớm mà tao thấy mày kiếm chị với tao hả nghe. Thôi đi vô sau hè nè, tới giờ quay phim rồi đó. Đi. Ủa, gần tới giờ quay phim rồi, sao thấy ai trơn trời? Vậy mình tranh thủ lại đảng ngoại bánh mì đi Đại. Ok trời. Thôi ăn đi, tiếng hậu có sức quay. Ừ. Phô mai nè, chia nhau ra ăn đi. Chứ không mấy đứa kia tới là không còn một cục nào luôn đó. Ừ đúng rồi chị Hảo. Chị chứ hồn ăn gói nhỏ, chia cái hộp phô mai này ra đúng rồi. Em ăn gói dài nè, nhường cho em cái gói phô mai viên này nha. Lấy đi Đại. Rồi, có bán nào không? Đây, chị cầm giùm em cái đi. Em cầm chuột Mickey với con bò cười. Trời ơi, đây, xé này kìa. À, chị Thảo, trên cái miếng phô mai có sticker nữa nè. Vậy thôi, mày ăn phô mai thôi. Chừa mấy tấm hình này cho tao, về tới sữa tạm. Ừ. Mở ra nè. Đây à. Ba đứa ăn sáng chưa vậy? Thằng này, anh Vinh hỏi mày ăn sáng chưa kìa. Có miệng không trả lời mày. Mắc lịch sự chứ. Rồi rồi, có miệng xong biết trả lời em kìa. Có ngậm vô một hộp vậy à, lấy hơi đâu ra trả lời. Cái thói ăn uống kiểu này ha, không sớm muộn gì mày cũng mắc nghẹn à. Quên nữa, giới thiệu với mọi người, cái vlog lần này sẽ là một clip cực kỳ ý nghĩa và hay ho cho các bạn học sinh. Chừng nào nhập học? Còn khoảng một tuần nữa tụi em mới nhập học á anh. Một tuần nữa nhập học rồi, vậy dạ. Bây giờ mấy đứa đã chuẩn bị tập sách rồi quần áo gì chưa? Sách và tụi em mua rồi mà tập chưa có mua. Tụi em chuẩn bị gì trơn anh ơi. Tụi em cũng giống như anh Quang vậy đó, sách mua rồi mà tập chưa có mua. Còn em thì lên đại học, sách trường bán quần áo chưa có mua. Rồi vậy thì anh sẽ gửi cho một bạn uy tín giữ giúp anh 5 triệu lên giúp mấy em mua sách. À, đợi đi. À, đợi. Năm nay anh mua dụng cụ học tập cho tụi em phải không? Chính xác, năm nào không vậy. Ơi, anh đừng có đưa tiền cho anh Đại dữ. Anh đưa 5 triệu, anh mua bánh hồi còn 4 triệu ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Anh phải đưa cho em nè. Xong sao mà trong tim không ai tin em chăng là thấy không được rồi đó. Ừ, rồi rồi rồi. Ê, cái bụng cửa này để cái gì trong đây vậy? Ơi, còn có ba cục rồi mấy đứa ơi, chia nhau ra đi nè, cho ba đứa. Ơi, nó còn khỏe nè nè. Còn cái này nè. Rồi chia nhau ra ăn đi đó. Đi 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 đi. Đi lẹ đi mấy anh chị, sắp tới đó. Nhà
sách này em đi rồi, nhiều sách dữ lắm. Mà công nhận mỗi năm đến khi vô học á các bạn là anh Vinh đều tài trợ cho mấy anh em mà sách vở nè, quần áo nè, đã thiệt chứ. Hồi nãy tao nghe anh Vinh nói là ngoài sách giáo khoa ra mình còn mua thêm được mấy cuốn sách khác nữa, miễn có ích cho mình là được á. Vậy đã vậy, để chút xíu tôi mua thêm mấy cuốn sách này hay về đọc. Ok mày. Nhà sách này không Phương? Dạ đúng rồi, vô mua đi anh chị. Chú con phải tới. Mấy cái này thì mình chưa cần dùng tới nữa. Sách giáo khoa thì tí ra ngoài mua cũng được. Kiếm sách nào hay hay, thời gian rảnh đọc bổ sung kiến thức coi. À đây. Cái gì đây? Trạng Quỳnh hả? Không nghĩ trên đời này có cuốn sách hay như vậy. Phải báo cho thằng Ngọc biết liền mới được. Sách hay, sách hay. Đi đứng kiểu gì mày? Ê Ngọc, tao mới kiếm được cuốn sách này hay lắm nè. Chắc chắn là mày sẽ cần. Tao cũng có món quà muốn tặng cho mày. Anh em tốt. Đúng là thằng giàu cách cảm. Ủa, hai đứa tính mua gì ạ? Em với ông Tiên á, định mua thước với viết nào đẹp đẹp á anh Hùng. Đúng rồi. Đằng kia nhóc hết trơn kìa, để anh dẫn hai đứa lựa ha. Dạ. Lên. Đó anh Hùng. Ủa, buồn quá vậy? Đưa đi anh Hùng, anh còn mà. Đúng rồi, xanh nè, anh lấy hai cây luôn. Đâu rồi? Hít. Anh lấy cây này. Cây này đẹp đầu tiên, con mèo nè. Đúng rồi. Quá trời rồi, chứ viết gì dễ thương luôn nè, trời. Đại gì vậy? Đại. Nãy giờ em lựa được gì rồi? Em lựa được cuốn này nè. Nghệ thuật làm các món nhậu ba miệng nè. Không thấy nghe trời. Còn gì nữa không ta? Đi kiếm rồi. Đây. Mày ghen ha. Mới có bài lớn à. Mà mày đặt học làm các món nhậu rồi. Anh Vinh mà biết là mày tới số nha. Rồi, để em đi đổi cuốn khác. Coi đâu mà căng. Lựa mấy cuốn bữa không lựa. Lựa tào lao, tào lao. Này luôn. Xong rồi nè, bây giờ mình sẽ ra ngoài tính tiền luôn nha các bạn. Rồi tính tiền nha. Đi mua đồ nữa. Đi. Này tính tiền xong hết rồi nè. Tính tiền đi Thanh ơi. Đây nè chị ơi. Rồi rồi. Rồi. Tính tiền lẻ lẻ còn đi mua đồ nữa. Đúng rồi. À, ở dưới nắp hộp này còn có mã dự thưởng nữa. Để coi coi giải thưởng mỗi tuần là một chuyến đi Disneyland Hồng Kông cho gia đình 4 người. 100 ba lô con bò cười, 700 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20 ngàn, 7E48GDR chụp hình cái rồi quay thưởng. Trời ơi, chị mua mấy cái viết dễ thương lắm nè. Em cũng có nè. Chui nhanh lên đi. Dạ. Anh Vân. Đưa rồi. Đi mua quần áo với có máy quyển tập à, mà từ đâu 9 giờ sáng tới bây giờ 6 giờ tối rồi đó các bạn. Thông cảm nha anh, tụi em chưa có chuẩn bị đồ trước cho nên vô chổng lựa hơi lâu. Anh Vinh, hồi nãy anh Đại Mập nè, nó vô cái quầy lựa mấy cuốn sách cách làm món nhậu ngon rẻ gì á. Anh đừng có tin á, đúng tên anh kiểm tra đây nè. Thôi khỏi kiểm, rồi quần áo đâu sao không anh thấy Vinh. Cầm. Tối rồi mà tụi em chưa kịp mua quần áo nữa, bây giờ đi về hay là sáng mai anh dẫn tụi em đi mua. Dạ còn sớm mà. Anh vô anh sọt cái quần dài, anh dẫn mấy đứa lên shop ông Trùm mua quần áo luôn. Chào mọi người, và cứ như thường lệ, trước khi bước vào năm học mới thì mình luôn dẫn các em đi mua sắm dụng cụ học tập, cặp sách, quần áo để mà mình phải chuẩn bị cho thiệt là đầy đủ để bước vào một năm học mới cho thiệt là thành công. Thì trong shop quần áo này, shop này rất là nổi tiếng đây nha, mấy em cũng biết rồi đó. Chuyên bán trang phục hip hop nè, phong cách thời trang đường phố, đồng phục học đường. Thích cái gì cứ mua thoải mái đi. Đánh từ từ đi. Mỗi đứa mua một bộ đó nghe chưa. Sao mới câu trước á thì nó mua thoải mái đi, cái câu sau á thì nó tặng cho mỗi đứa một bộ, vậy là làm sao? Đúng rồi á. Cô gái anh phải nói vậy để anh giữ sĩ diện, nhưng mà mấy đứa phải thương anh một chút. Hiểu chưa? Hiểu rồi anh ơi. Lựa coi.
mua thoải mái đi nha mấy em. Thích cái gì thì cứ mua cái đó em biết không? Đẩy hết đi. Mua thoải mái đi mấy em. Dạ. Thì... lựa cái áo rồi chưa? Thích cái gì đó. Không thích gì ba áo thì được không? Cái này cũng hợp á. Nhưng mà không cáo được á. Thế, đồ cầm tao qua giáo sư, tao mày mặc chung đi. Đồ cầm thì tao mặc chung bé heo chứ mặc chung mày làm gì? Trời ơi, bé heo suốt nè. Mà người ta có quan tâm tới mày không? Nghe mày nói hay nản thiệt. Tao với mày mặc đồ cầm luôn. Thấy cái này đây nè. Ê, mấy hộp phô mai hồi chiều em mua đâu rồi? Đây nè anh. Rồi đây. Chi vậy? Kệ người ta hỏi chi nhiều chuyện quá. Sao cái shop bán quần áo này có chị nhân viên dễ thương quá vậy? Tới nữa rồi đó. Anh đi với anh Vinh lâu rồi, sao anh không học được cái tính tốt nào của anh hết trơn vậy? Anh thấy có khi nào trong lúc làm việc anh nói chuyện với gái không? Dạ em chào anh ạ. Em tên gì? Dạ em tên My. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20. Tức là sinh viên phải không? Dạ đúng rồi. Ở đây anh có món quà này tặng em nè. Đó, phô mai combo cười dạng hộp và dạng viên bao khớp. Lấy hết cả hai đi em. Phô mai của em hả? 5 minutes later. Con trẻ cưng của mẹ. Con trẻ cưng của mẹ. Con trẻ cưng của mẹ. Thích ăn diện lấy nè. Bạn bè gọi có mặt nhưng cha mẹ nói là nó không nghe. Anh lựa được cái áo nào chưa anh Nháo? Chưa em ơi, hồi nãy giờ anh trơn cái nào trơn á. Ủa mà trường mình mặc đồng phục hay là áo sơ mi ta? Áo sơ mi bình thường em ơi. À. Ê, ở đây có hai cái áo sơ mi trắng nè, hai anh em mình mặc luôn anh Nháo ơi. Ừ được á, em cái anh cái. Ừ dứt luôn. Ủa đại, mày chọn được cái áo rồi lựa được cái quần nào chưa? Tao thấy thời bây giờ ta toàn là mặc mấy cái quần Hải Âu không mày? Tây Âu, Hải Âu ngoài biển á. Tây Âu á, cái quần nó đẹp á, mày lựa giùm tao ơi. Ừ, không. Tây Âu hả? Tao thấy cái này được nè, lấy này đi. Ừ, cái này cũng đẹp nè mày. Rồi, giờ chống hai nó đi. Ừ. Tao ơi, mày được không trời? Rồi, quyết định lấy này luôn. Mày mặc em không? Ừ. Áo sơ mi trắng á. Ok. Cái này hãy thương nè. Hả? Chút á. Rồi, áo này đẹp ghê luôn đi. Ok đó. Rồi hai đứa lựa áo xong chưa? Dạ xong rồi. Xong thì mình lại đánh thai đi. Dạ. Đem thai trước cho chị Thảo. Ok. Giờ đánh thai cho em mình làm gì lại đánh phô mai một người đi heo. Dạ. Rồi lại ăn phô mai nữa mấy đứa ơi. Em ăn chuột miếng này. Rồi tôi ăn chó Goofy. Em lấy chuột bích kia luôn nha. Em ăn con bò cười. Ủa em sóc chít đeo. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Xong hết chưa? Xong hết ra tính tiền đây mấy đứa. Tiền nè. Đứng lựa lựa hoài trời. Xếp hàng đi. Có phim rạp ta còn biết xếp hàng mua vé đó. Dạ. Rồi, của em nhiêu vậy? Của mình là 450 nha. Dạ, ok vậy. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tới em vậy ơi. Trời ơi, 450 chứ dạ. Nhiêu đâu mày. Em nhiêu vậy? Anh lo được hết. Set này của mình là 450 nha. Anh lo cho anh Vinh. Đi đi. Đi nhiêu vậy? À, set của mình 430 nha. À, 430. Chị cảm ơn mấy em nhiều. Em đi trước nha. Đi đi. À, dạ, tổng cộng bill của mình là 5.160.000 nha anh. Giờ công việc chuyện này ra giúp anh với em. Dạ. Chưa? Dạ. Ờ, công việc chuyện này giờ anh cầm luôn. Ngày mai tiền YouTube về, anh đem tiền tới anh chuột lại nó nha. Cầm đi em. Dạ. Thằng nào xung phong nói cảm nhận trước anh nghe cái coi. Em nói trước cho anh. Nghỉ hè xong rồi, mình sẽ bắt đầu một hành trình mới. Con đường đến với mái trường cấp 3 mà ngôi trường này cách nhà mình gần 10 cây số lận.
Thành ra giờ đâu ngủ nướng được nữa đâu. Sáng là phải tranh thủ dậy sớm, thay đồ đi học chứ không thôi trễ giờ. Xong chú Quang đưa cái mít cho anh nè. Còn mình thì nghỉ hè xong là lên lớp 12 rồi các bạn. Vậy là mình phải dành thời gian nhiều hơn cho những môn học chính rồi đó. Mình xuống tâm thi đậu đại học nha các bạn. Dạ anh, nhanh nghèo, tại em luôn cho. Sắp tới giờ lớp 10 rồi, mình học chung với Quang nè các bạn. Không biết là má trường mới này môi trường học tập nó ra làm sao nữa, rồi thầy cô dễ hay là khó, nên mình cũng hơi sợ các bạn ơi. Sợ? Sợ là sợ cái gì? Mày sợ mày hổ báo quá rồi bị người ta quýnh à. Em cứ sống bình thường, hiền lành, không ai kiếm chuyện với em chứ. Nếu mà có ai kiếm chuyện với em á thì cứ nói anh ngáp. Ok. Ok. Quỳ lại người ta hay vậy? Đúng. Sao mày biết hay vậy? Tưởng ngầu lắm vậy, toàn là quỳ lại người ta không. Không giấu gì mọi người, thì mấy đêm gần đây là mình ngủ không được luôn á. Tại vì không biết cái lớp của mình có nhiều bạn nữ không nữa. Gì mày? Nhiều bạn cũ. Tại học chung nhau cũng mấy năm cấp 2 rồi, mà lên cấp 3 không học chung nhau cũng hơi buồn. Mấy đứa tình đó không? Sao người nhìn em vậy hả? Chứ anh không tin á. Em phát biểu đi chứ nè. Rồi tới tới bạn nào kìa, phát biểu ý tưởng đi em. Dạ nè. Rồi tới có anh Thảo đi. Ở trong nhóm này là ai cũng lên cấp 3 hết trơn. Có mình Thảo là đậu đại học rồi. Muốn nghe cảm nhận của chị Thảo nè. Giờ thì em cũng trở thành sinh viên đại học rồi. Thời gian cũng rảnh rỗi hơn. Kiểu như là lúc nào em bận quá thì em đăng ký môn học lại. Lúc nào em rảnh á thì em đăng ký nhiều môn. Nói chung học cấp 2, cấp 3 thì còn áp lực, chứ lên đại học là thoải mái tinh thần rồi. Dạo ơi, tính già mới đây mà đó 2 tháng hè đó các bạn. Mà năm nay cũng khỏe, quay phim thì ít, còn đi chơi thì nhiều. Hè năm sau cũng vậy nha anh Vinh. Công nhận con người của mình cũng ngộ quá ha. Lúc mà đi học á, bài vở nhiều quá, học đâu có nổi, mệt, muốn nghỉ. Tới khi nghỉ hè, đi chơi nhiều quá, ghế thì cũng chán. Giờ cũng gặp lại bạn bè thầy cô quá à. Rồi xong hết chưa? Thì xong rồi. Xong hết rồi, còn ai muốn phát biểu cảm nghĩ gì nữa không? Thôi rồi thì thôi, sách tập sách đi về đi em. Đang tập sách đi về giúp anh đi. Cho em xin hợp nha. Rồi à, đứa nào thích ăn phô mai bột cười á, lấy đem về luôn. Lấy phô mai đi về đi. Anh Vinh. Anh Vinh. Anh Vinh. Hello Mr. Vinh. Quán quán đã có studio bao chế không? I am good at English. Now I need to learn English more. Good, good, good. Exactly. 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 We want you to take us to see the pig. See the pig? That's right! Pig! 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 Thôi về đi anh ơi, chứ đi thúi quá à. Quang mập thiệt là giỏi. Dự định chuyên Vinh dẫn đi ngắm biển. Mà không biết nói tiếng Anh sao? Anh dẫn đi ngắm heo rồi kìa. Chỉ là lúc đầu ý mấy đứa là muốn anh dẫn đi ngắm biển á hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, biển tiếng Anh độc lập beach.